Lý do Netflix tuyên bố 100 triệu gia đình hiện nay chia sẻ cái mật mã cho các gia đình khác <laughs> Mấy đứa nhỏ chúng tôi để ý đó, dân với nhau đó là dễ dàng không có cái này lắm Mấy đứa nhỏ, thí dụ như người lớn thì họ không có quan tâm Người lớn thì nhà ai nấy sống và nhà ai cũng muốn có một uh, cái thành viên của Netflix cả Nhưng mà mấy đứa nhỏ nó gặp nhau đó hoặc là kể cả những người bạn với nhau thì một thằng nói Bây giờ tao đứng ra Tao làm membership Xong tao chia sẻ lại cho tụi bay Mỗi người được bốn cái mật mã là bốn phòng Cho nên bọn chúng chia với nhau Đâm ra trả có hai chục Nhưng mà cuối cùng mỗi người trả có 5 đồng thôi gom góp với nhau Bởi vì một người mà có đến bốn cái bốn cái mật mã Thì không cần thiết Trong một gia đình như thế Cho nên có tới 100 triệu người chia sẻ cái mật mã này Và thiệt hại nặng nề cho netflix đó cũng là lý do một phần netflix giảm thiểu ngày hôm nay